Số tiền 42 tỷ đô tương đương với 1 triệu tỷ đồng mà bà Trương Mỹ Lan rút tại ngân hàng SCB lớn như thế nào nếu quy đổi? Nếu xếp chồng 1 tỷ đô la Mỹ loại mệnh giá 100 đô thì số tiền này sẽ cao hơn tòa nhà cao nhất thế giới, 1.092m ở Dubai. Tuy nhiên phải mất đến 8 tỷ đô la Mỹ thì số tiền này mới cao hơn đỉnh Everest, 8.849m. Còn với 42 tỷ đô mà bà Trương Mỹ Lan rút khỏi ngân hàng SCB thì có chồng lên thì cũng chỉ cao gấp hơn 5 lần đỉnh Everest mà thôi. Còn nếu bạn là một người quan tâm đến bóng đá thì số tiền này có thể mua được khoảng 12 câu lạc bộ nổi tiếng như Manchester United với tỷ giá 3,3 tỷ đô la Mỹ, hoặc thấp hơn thì cũng chỉ được khoảng 7 câu lạc bộ như Real Madrid với tỷ giá là 6 tỷ đô la Mỹ. Nếu so sánh một cách thuần Việt và thực tế thì so với tòa nhà Landmark 81 đắt đỏ bậc nhất ở Việt Nam hiện tại với khoảng 300 triệu đô la Mỹ thì số tiền 42 tỷ mà bà Lan đã thao túng sẽ chỉ xây được khoảng 136 tòa nhà hoành tráng như vậy. Còn nếu là tín đồ của xe sang thì số tiền 1 triệu tỷ Việt Nam đồng này sẽ mua được khoảng 40.000 con xe Rolls-Royce phiên bản lửa thiêng của Trịnh Xuân Quyết đang giao bán 25 tỷ. Nếu bạn đang làm nhân viên văn phòng, công nhân hoặc cán bộ viên chức với mức thu nhập 5 đến 7 triệu, vẫn đang hoài bão, mơ ước về một căn chung cư có giá 5 tỷ chẳng hạn. Số tiền này sẽ mua một lúc được 200.000 căn hộ. Nếu mỗi ngày bạn ngủ trong một căn hộ khác nhau thì phải mất 457 năm sau bạn mới ngủ được hết trong những căn hộ trên.